sử dụng cái màu của chanel nha. Hôm nay là mình sẽ có một chút xíu design, nhưng mà cái thời gian nó hơi dài chút xíu ha, vì có nhiều anh chị là thắc mắc về những cái đầu dụ như thế này nè. Đây ha, đây là cái đầu dụ pin diamond cuticle ha, là nó dùng cho là silat hoặc là làm manicure gel, làm bột gì cũng được. Nó chỉ là có tác dụng là help mình là clean sạch là những cái cuticle dính trên da. Những cái cuticle mà nó da mọc trên móng á, là mình sử dụng cây này sủi rất là sạch nha. Hoặc là những cái kho nào như vậy, nếu mà mình sử dụng cái nhám bự á, là nó sẽ không có sạch ha. Là mình sẽ sử dụng cái cây này nè, hai Pamela, hai China Trần, hai à, đúng không, mọi người thấy rõ không ha. Những cái góc như thế này là mình sử dụng cái pin cuticle này á, là mình sẽ rửa sạch hết và nó sẽ help cho mình cái nail nó last long hơn và cuticle của mình nó tròn hơn ha. Và hôm nay là hả, bộ này có thể là bộ cuối sẽ có một chút xíu design. Hai em Cindy, khi vừa xong những cái cuticle như vậy, mình sẽ sử dụng cái cây đầu tròn gọi là diamond moon nha, là cái cây này nè. Mình sử dụng cái thằng này để mà dụ sạch cái mặt móng. Thay vì á, mình dụ cái nhám á, thì nhiều khi á, mình dụ lâu quá thì nó hơi bị nóng tay khách ha. Nhưng mà tới khi mà mình sử dụng những cái diamond moon này á, thì nó rất là nhẹ nhàng. Khách hàng là nó không có cảm giác là hả bị nóng tay ha. Đó, mình dụ nhẹ nhàng nè ha, đi lại lại là nó sẽ sạch được những cái chỗ mình cần. Hai Laura, nè cái này mình có thể test trên tay khách nè, không có thành vấn đề, thấy không? Còn những cái đầu dụ kia là mình dễ bị lắm. Đấy. Những cái da mà hồi nãy mình sủi bằng cuticle, diamond cuticle á, là mình dụ bằng cái diamond moon này nó cũng sạch nha. Hai Jenny, hai Hằng Thê, hai Hằng Trinh, chào cả nhà nha. Đây, nhiều anh chị là mới vào nghề thắc mắc tại sao là Christine không có dán móng, lúc nào cũng dán móng trước nha. Nên hôm nay là Christine sẽ dán móng cho mọi người xem luôn. Hai chim mì, đây là đầu dũa có trên shop online Chanel nha. Mọi người có thể vào trên order và có rất nhiều sản phẩm tốt của Chanel. Đây là những cái đầu dũa rất là thịnh hành bây giờ ha. Những cái cây như vậy á, xài được rất là lâu. Khi mà mình xài cỡ 10 người khách á, là mình ngâm acetone ha, để cho những cái bụi mà dám bám ở trong á, là nó sẽ đi ra và cái cây diamond của mình á, nó sẽ bán trở lại. Vì mình xài lâu quá là cái hạt bụi nó dính vào trong khe. Ok ha, dũa cái cây dũa này là mọi người có thể vào shop online xem. Dũa này rất là thích. Ai có bao tay không? Cho xin một đôi bao tay nha. Mọi người đợi chút xíu nha, Christine kiếm cái bao tay đã.
lại, sửa trở lại ha. Với Dương bây giờ là mình sẽ sử dụng bao tay màu tím nha. Màu tím trung thị. Vì sử dụng bao tay bằng da là hả, lát nữa nó ướt rồi mọi người thấy đúng không? Còn sử dụng màu tím thì nó màu tím màu xanh gì đó không thấy đúng không? Hai chim mừng em. Sử dụng hai cái thôi. Bây giờ là mình bắt đầu dán tiếp ha. Những cái tiếp này là mình cũng có trên shop online Just Nail luôn, rất là thích. Vì cách làm coffin á, khi mà mình sử dụng những cái tiếp này là mình chỉ dán và cắt thôi, và dụ cho nó xếp nó đều hơn là được. Những cái tiếp này là có 10 số nha, từ số 9 tới số 0. So you want the medium? Yes. Okay. Hi Jenny, hi Trang Phan. Hi chị. Khi mà đối với cái người khách mà móng nó hơi cong á, mình phải dùng cái số lớn hơn một chút xíu. Nên là chị mới vào nghề á, mình để ý chút xíu ha. Vì mình mới đó nên là cái móng mà hơi cong vậy mình phải sử dụng cái tip nó lớn hơn chút xíu nha, tại vì nó có độ cong lắm. Cái móng của người khách có độ cong á. Nếu mà mình dán nhỏ quá thì hai bên là nó không có tới, cái tip nó không có tới nha. Nên đến khi mà mình dụ xếp á, nó hay bị mất cấp lắm. Mình dán cho nó tới nha. Hai em Ryan. Ngày mai là Valentine rồi nên hôm nay là tranh thủ hốt nha. Khi mà mình dán móng á, mình canh cái tay của người khách này, giống như cái này hơi méo chút xíu đúng không? Mình sẽ lấy cái tay á, mình canh từ cái đốt ngón tay thứ hai nè, đúng không? Sau đó mình sẽ đi xuống cái đầu móng. Nhưng nếu mà hả nó hơi bị méo chút xíu là mình dùng cái tay của mình, mình xoay cho nó thật là ngay, thấy không? Để như vậy thì nó hơi méo đúng không? Khi mà mình dùng hai cái ngón tay xoay cho nó thẳng đi, các bạn thấy không, mình xoay nhẹ nhàng nè, xoay cho mọi người thấy nè, nó xoay méo về bên này đúng không? Mình sẽ xoay làm sao cho nó thật ngay nè, sau đó mình mới bắt đầu dán móng. Khi mà dán móng mình đè chút xíu nữa, mình giữ chút xíu nha, để cho cái keo của nó dính, sau đó mình mới thả tay ra nè. Ngón này cũng vậy ha, cái ngón mà nó hơi méo về bên này phải đó, nếu mà so với cái ngón khúc xương thứ hai á, đi ra thì nó hơi méo đúng không? Mình cũng lấy ngón tay của mình xoay cho nó ngay lại ha. Mình xoay cho nó ngón tay, xoay cho gậy. Không, chỉ là xoay nó thật là nhẹ nhàng thôi, thấy không? Người khách không hề đau, nhẹ nhàng thấy không? Mình lấy tay nè, xoay thật là nhẹ nhàng cho nó thật là ngay thôi. Sau đó mình mới dán ha. Xoay mạnh quá là khách nó không trả tiền á. Đây thấy không, khi mà mình xoay vậy á, dán nó mới có độ ngay nè. Ngón này là thường ai cũng hay bị hết, ngón này cũng méo về bên đây phải ha. Mình cũng xoay cho nó thật là ngay ha. À, ngón này mình hơi xoay hơi nhiều chút xíu ha nè, thấy không, nó méo hơi nhiều thì mình sẽ xoay cho nó nhiều chút xíu, sau đó mình mới bắt đầu dán móng. Mình sẽ dịnh cho nó hơi lâu chút xíu ha, để cho tip nó dính nè. Hai em Minh Châu, Phương Quỳnh, hai Huỳnh Hồng,
Đây, chào cả nhà nhé. Đây. Nó út nó cũng hơi méo chút xíu ha. Thì mình cũng phải xoay này thấy không? Thấy Christine xoay nó không? Còn mấy người xem. Hello, hi. Hi my love. Xe mạnh nha my love. Xe mạnh nha. Ngày mai là Valentine mà nha. Mai có quà cho my love nha. Quà nail. Đối với những thiết có sẵn set như vậy á, khách hàng mà muốn cái shape coffee nó rất là dễ, mình chỉ cắt quá, cắt chút xíu thôi là được. How short you want right here? Yes. Nail nha, mai chị đang nail cho. Quà tặng nail cho mọi người luôn. Hai phụ Vũ Hoàng. Mình đo từ cuticle đi xuống nha. Những anh chị mới vào nghề nha. Đây nè ha, cuticle đi tới xuống cái đầu móng. Mình đo cuticle xuống cái đầu móng nha. Nếu mà nó ngay là được. Let's go. Những cái tip này có sẵn xếp rồi, mình chỉ là cắt ngắn sau đó mình dụ cho nó thẳng lại là được ha. Mình từ từ thôi, cho nó thật là ngay ha. Hello Hoa Kelly, hai em. 6 giờ rưỡi rồi. Chắc có thể là 8 giờ sẽ xong cái bộ này nha. Tiếng rưỡi vì có design nữa. Nên á khi mà làm cái design á thì nó hơi tốn thời gian chút xíu nha. Thủy Hoàng, hai. Ok, bây giờ khi mà lấy thẳng á, ok, mình lấy cái thân nè. Cái thân đây nó không thẳng đúng không? Hai Đô Nguyễn, cái thân nó không thẳng đúng không? Bây giờ mình chỉ cần dụ cái thân thôi, cho nó thẳng ra trực viên thôi, đúng không? Nó thẳng rồi đó. Cái xếp này là nó rất là dễ dụ ha. Đó, mình dụ thẳng vậy thôi. Rất là dễ đúng không? Dụ sẵn như vậy á, lát á khi mà mình lên bột á, mình cố gắng dụ cái shape của nó là nó thẳng ra, không cần dụ nhiều. Kelly, chị đeo bao tay nhiều không khó chịu hả? À, quen rồi nha. À, xin làm mỗi con khách là đeo một đôi bao tay. Hai anh Đô Nguyễn. Khi nếu mà mình dị ứng với đeo bao tay thì mình không đeo được nha. Còn nếu mà tay người nào mà hay ra mồ hôi á là cũng không có đeo được bao tay ha. Mình sẽ cho coi cái shape nó đều chưa.
vì lát nữa là mình sẽ lấy lại, nhưng mà mình cố gắng lấy làm sao để cho nó hơi bị đều chút xíu, vì lát nữa là mình không có dụ cực ha, không có cần tốn thời gian nhiều cho cái phần dụa. Hello anh Đô Nguyễn, hello chị Hương Nguyễn, hi Phạm Holly. Bây giờ là mình sẽ qua cái phần khi mà mình dán á, mình đắp bột màu á, mình nên dụ bớt cái phần mà đường nối của móng với móng thiệt nha. Như vậy khi mà mình lên bột á, nó mới đẹp ha. Hôm nay là Christine sẽ làm coffin. Móng nhọn là hai Huy Phương. Móng nhọn là bữa sau mình sẽ làm ha. Hôm nay khách này là khách cuối rồi. Móng coffin cũng rất là dễ thương. Christine làm coffin rất là nhiều nha. Coffin rất là nhiều, nhưng mà Christine thích cái móng nhọn, nên là khi mà đăng những cái tấm hình nail á, thì là đăng móng nhọn. Nhưng mà Christine làm mỗi ngày coffin. Coffin sẽ nhiều hơn móng nhọn ha, vì cái móng nhọn nó rơi vào gọi là hơi bị custom design á. Hello Huy Phương, hai chị Loan. Chị ơi nhớ chị quá đi. Hi Mandy. Hai em Huy. Đây ha. Chúc cả nhà Valentine vui vẻ nha. Ngày mai là Valentine rồi đấy. Không, những cái đường nối thiếp như vậy là mình nên dụ bỏ đi ha. Vì khách này có cái móng nó hơi tròn, gọi là hơi u á, cái phần chính giữa hơi u, hai bên thì nó hơi mỏng nhỏ xuống, sâu xuống nha. Có móng mà có độ sâu á, nên hai bên góc này nó dư hơi nhiều nè. Mình dụ bớt đi, để mà khi mình đắp cái bột á, nó sẽ cover hết. Còn nếu mà nó cao quá, mình đắp bột nó không cover được ha. Mình dụ bớt cái phần nối đi. Hôm nay là mình sẽ sử dụng màu số 1 và màu số 33 với màu nude của Chanel nha. Bột dẻo và dễ đắp. Và mình sử dụng một chút xíu clear the, cái design rất là đơn giản. Đây ha, màu số 33 nè của Chanel, hai Sunny. Đây có một chút xíu kinh tuyến nha, màu số 33 và màu số 1. Oh yeah, yes, yes. Sáu mũi là
sự trở lại. hai lần hai em cũng đang làm luôn này chị. Hôm nay ai cũng busy nha. Hôm nay ai cũng busy nha. Còn đây là màu số 1 off white nha. Và mình sử dụng cái màu nude của Just Nail. Đây màu nude đây rất là dễ làm luôn ha. Bây giờ mình sẽ cho bone ha. Hai chi chi. Mình đang đợi người khách và mình sử dụng một chút xíu màu kim tuyến, màu gold ha. Màu gold. Gold glitter. Mình sẽ phối hợp với nhau. Đúng rồi. Anh ơi, cái bone của em ở đây nha, mình sẽ cho một chút xíu thôi, thật là mỏng thôi. Primer hoặc là bone nha. Thank you Chi Chi. Hôm nay giọng Christine hơi khác chút xíu đúng không? Giờ này mà hát bài Phương Thanh là được lắm á. Thôi bị khàn khàn. Nè, Nam ơi, truyền cho nó cái. Thank you em. Thank you Fifi. Thank you. Ok, ngón này thì mình sẽ đi một cái design gọi là rất là đơn giản. Mình sẽ design cho cái móng thiếp của mình nha, cuticle ha. Mình sẽ đi cho nó thật là mỏng thôi. Đây mình đi cái màu nude ha. Cái màu natural mình đi thật là mỏng thôi, vì mình sẽ phối hợp với cái kim tuyến. Khi mà phối hợp kim tuyến như vậy á, là Christine sẽ cho một lớp bột clear lên nó. Cái lớp thứ nhất á, cái màu nude á, là Christine sẽ đi cho nó mỏng thôi, không có dày nha. Vì đối với cái độ dài như thế á, là Christine thường làm cho người khách rất là natural, không có quá dày ha, để tạo được cái độ tự nhiên cho người khách. Đây ha, Christine đi thật là mỏng thôi, thấy không? Đi thật là mỏng thôi ha. Sau đó Christine sẽ cho một lớp bột. Cái này là màu số 33 nè. Một lớp kim tuyến màu số 33. Nó không hẳn là kim tuyến, nó có màu luôn nha. Nó nếu mà mình design ra thì nó rất là đẹp ha. Là nó sẽ ra như vậy. Hai Nguyễn Trương, hai Andy. Ok. Hai. Đây ha, cái màu số 33 nó sẽ ra như vậy, nó hơi có kim tuyến ha. Sau đó là mình sẽ cho một chút xíu kim tuyến màu gold lên cái cuticle của mình, thật là nhẹ nhàng thôi. Vì tại sao? Vì cái glitter kim tuyến của Christine á, Christine pha nó hơi lợt nha. Nên nếu mà mình kết hợp với cái màu số 33 trên cái nền của nó sẽ tạo ra cái design ống ánh ha. Rất là ống ánh cho cái nền ombre glitter của mình. Nó sẽ ra như vậy, rất là ống ánh đẹp. Đấy ha. Đó, hai Nguyễn Trương, hai Hình Hồn. Đúng rồi, nếu mà trong môi trường lạnh á, thì nó sẽ lâu khô hơn nha. Đối với trời lạnh thôi, cái màu nó sẽ ra ống ánh rất là đẹp ha. Nó sẽ là như vậy. Bây giờ cái ngón kế tiếp á, thì Christine sẽ đi cái vẫn là cái màu nude, màu tự nhiên. Nhưng mà Christine sẽ để nó là một cái màu thôi, mình sẽ đặt nhẹ nhàng nè. Đó. Sau đó mình sẽ chăm sóc cuticle trước ha. Mình cho cái cuticle thật là tròn đã. Thấy không? Cái cỏ Just Nail rất là mỏng, cái đầu mà nó vẫn có sức ha. Thì mình đưa vào cuticle nó rất là dễ. Sau đó mình sẽ chăm sóc hai bên. Mình từ từ rút xuống nè. Mình chăm sóc hai bên chút nha. Sau đó mình sẽ rút hai bên thôi. Còn phần chính giữa mình để cho nó hơi dày chút xíu. Sau đó bột khô rồi mình sẽ rút. Mình sẽ rút hết cho nó thật là đều ha. Ngón này là Christine sẽ design với cái 3D ha. 3D màu trắng, người khách yêu cầu là màu hồng. Màu hồng 3D nên là Christine sẽ kết hợp cái màu trắng. Hi Melinda. Christine sẽ kết hợp với cái màu trắng nha.
màu trắng với màu hồng để tạo ra cái design của người khách yêu cầu nha. Và rồi cái người khách nó cũng có yêu cầu là hai ngón diamond nha. Nên là hả, tùy theo là Christine kết hợp như thế nào để cho ra cái design nó đẹp. Nên nó khi là cái ngón chính giữa, Christine cũng cho cái design ha, cũng cho kim tuyến luôn. Đó, Christine đi thật là mỏng, đặt một chính giữa. Sau đó mình sẽ chăm sóc cái decal nè. Mình lấy cái cây cỏ, đầu cỏ nó thật là mỏng đúng không? Mình nhẹ nhàng đẩy cái bột vào sâu trong cái khiếu decal của người khách. Sau đó mình sẽ chăm sóc hai bên nè. Mình dùng cũng dừng cái đầu cỏ, mình chăm sóc hai bên cho chắc chắn là cái nó có cái phần bột còn lại trong cái hai trong góc á. Sau đó mình sẽ vuốt hai bên xuống nhẹ nhàng thôi. Vì ngón này là Christine sẽ kết hợp với cái glider nên là Christine đi thật là mỏng nha. Đi thật là mỏng thôi. Hello Jason. Bây giờ là Christine sẽ kết hợp với cái glider vẫn tạo trên cái nền cuticle nha. Vì người khách thích ombre có thêm glider. Đó. Đi thật là nhẹ nhàng, một lớp thật là mỏng. Chăm sóc cuticle không cho nó ra ngoài da nha. Hi Jason Phạm, hi Dung Lâm. Bây giờ là mình sẽ cho một chút xíu glider vào ngay phần cuticle ha. Thật là mỏng thôi, cái phần cuticle ở đây sẽ dày và mình từ từ sẽ kéo xuống thật là mỏng thôi. Mình tạo giống như là ombre đó, đúng không? Mình tạo như vậy nó mới ra ombre nè, mình nhẹ nhàng thôi. Mình thấy nó ombre đúng không? Khi mà xong cái hai ngón này rồi đó, bây giờ là Christine sẽ đi ngón này vẫn là màu nút nha, vì cái người khách nó yêu cầu không có màu gì hết á. Đó, chỉ là màu thật là tự nhiên thôi, không có muốn màu mè nhiều, nên là mình chủ yếu là sử dụng cái màu natural, màu da cho người khách. Đây ha, mình cũng chăm sóc hai bên và đi từ từ. Vì cái ngón này là mình không có đi cái glider nên là mình sẽ đi nó hơi dày một chút xíu. Mọi người có đói không? Ở đây có hai người đẹp nó đói rồi đó. Có gì ăn không? Sắp được về rồi. Làm xong... Hả? Chưa được về nữa hả? Đây ha. Thấy nó hơi dài hơn đúng không? Hai chiếu thị. Bây giờ những ngón này là mình... còn một ngón nữa. Đây ha, ngón này thì mình cũng cho glider luôn ha. Không thì để nó một mình hơi lẻ loi á. Hai ly xà ly. Hai dí. Cái ngón này là mình cũng đi cái màu nút nhẹ nhàng, đi thật là mỏng thôi. Đây ha, mình đẩy lên là mình dùng cây cỏ của mình á. Đầu cỏ của mình nhẹ nhàng đẩy vào những cái góc mà mình cần ha. Ngón này mình cũng đi thật là mỏng thôi, vì á, mình sẽ cho tiếp tục là glider ha. Mình không thể nào cho nó lẻ loi được vì mình chỉ có hai ngón design thôi. Người khách yêu cầu chỉ có hai ngón design thôi. Nên là những cái ngón như thế này là mình sẽ kết hợp glider. Mình đi thật là mỏng ha. Sau đó mình sẽ cho cái glider vào. Đây là màu số 33 nha. Đó, mình sẽ đi thật là mỏng thôi. Chưa, đúng giờ mới được em. Ok, bây giờ là mình sẽ cho một chút xíu cuticle vào, một chút, một lớp thật là mỏng thôi.
sau đó mình sẽ kéo xuống. Những cái glitter mà Christine đang dùng á, là có trong trong chat nail luôn nha. Những cái mà không có pha đó, còn cái này là Christine tự pha. Mình có những cái glitter này, sau đó mình đem về á, mình tự pha ra thì nó sẽ ra những cái màu mà mình thích, đúng không? Hai Nguyễn Đạt, hai em Tammy. Bây giờ mình xong rồi, mình sẽ cho vào những cái lớp bột clear thật là mỏng nha. Cái glitter vừa thôi chứ không dày lắm. Nó đủ để cover cái phần bột glitter của mình. Vì khi mà mình cover á, những cái glitter này á, đến khi mà mình dũa nó không có bị mất sạch những cái kim tuyến của mình nha. Vì có nhiều loại kim tuyến á, mình không biết được nó sẽ bị bay màu khi mà mình dũa. Mình đi thật là mỏng thôi. Và những ngón có glitter mình vẫn tiếp tục đi cho nó hết nha. Đi xem để mua. Màu đẹp quá. Mình sẽ phủ một lớp thật là mỏng thôi nha. Là mình xong một bàn tay rồi. Hai em Tammy chỉ định làm 3D thôi. 3D và làm 3D và chấm diamond nha. So pretty color. Yes, it is. Hai anh Bùi Toàn, hai anh Toàn phải không? Lâu quá không gặp ha. Ngón này mình vẫn tiếp tục ha, mình cũng đi như vậy thôi. Mình đi thật là mỏng và mình sẽ làm cho cái mình đẩy nè, mình đẩy cục bột, cái bột vào sâu trong cái cubicle mà mình muốn nè, không? Vừa tới thôi. Như vậy là nó sẽ không có dính da nha. Mình sẽ đi thật là mỏng là mình chăm sóc từ ngoài vào trong. Mình chỉ cần đi một lớp thật là mỏng thôi. Mình sẽ cho những cái glitter vào. Hai Katie, hai em Katie. Mình sẽ không cho cái bột nó dính da nha. Mình sẽ đi màu số 33 nè, glitter. Nó hơi glitter thôi. Nhưng mà nó rất là đẹp, nó sẽ ra như vậy nếu mà nó một mình ha. Còn nếu mà nó đi chung mới, mình có thể sử dụng nó cũng giống như là làm cái ombre cũng được, hoặc là mình đi nguyên ngón cũng được. Mà ở đây thì Christine sẽ phối với cái một chút xíu glitter. Mình đi glitter thật là mỏng thôi, vì mình đã có số màu số 33 ở phần dưới rồi, nên mình không có cần là hạ đi cho nó thật là dày nha. Đó, mình đi glitter thật là mỏng thôi. Hai Dung Đăng, hai em Bảo Ngọc. Và ngón này hai ngón này thì mình sẽ đi màu nha.
Khi mà những ngón mình không có cleader, mình đi nó hơi dày chút xíu nha. Màu rất là dễ đắp đúng không? Màu dẻo nha. Nếu mà anh chị nào mà có bột của Chanel á, mà nó không có dẻo á, hoặc là những cái bột màu của những hãng khác không dẻo á, anh chị cứ thêm vào bột clear nha, thì sẽ làm cho cái bột của mình nó dẻo và dễ đắp hơn. Nhớ chăm sóc cái phần nối nha, vì nó rất là quan trọng đó. Nếu mà cái đường nối mà nó thiếu bột á là nó rất là làm rất là dễ gãy. Hai chị, hai Long Nguyễn, hai Ryan. Hai Trọng Nguyễn. Hai anh. Hai chào cả nhà nha. Hai Khánh Vi. Đó, ngón này thì mình cũng đi hết ngón ha. Mình sẽ design hai bên nó giống nhau. Bình thường á, khi mà Christine làm line á, là Christine sẽ làm một bên trước, sau đó là Christine sẽ làm line kế tiếp nha. Nhưng mà hôm nay là không có thời gian rồi, thì nên có thể là lát nữa là Christine sẽ design một bên xong là chào tạm biệt mọi người nha. Bột rất là dẻo đúng không? Dễ kéo quá đi. Khi mà mình làm tùy theo cái người khách ha, thì cái người khách thì nó muốn tự nhiên, nó muốn mỏng hơn thì Christine sẽ làm cho nó mỏng hơn. Còn nếu mà người khách đó mà muốn nó dày hơn thì mình sẽ làm cho nó dày chút xíu. Nên là trước khi làm mình sẽ nên hỏi người khách. Còn nếu mà người khách đó không thích thì mình cứ làm theo cái size mà gọi là chất lượng, theo cái size của mình thôi, cái độ dày mà mình thường xuyên mình làm. Hi Steven, em về Cali ăn Tết không? Về Cali ăn Tết thì phải ghé thăm chị nha. Món này mình đi cleader nên tại sao là Christine đi nó hơi mỏng thôi. Đang ở Phúc Lộc Thọ hả? Khi nào xuống LA vậy? Vui quá ha. Năm nay về Cali ăn Tết lớn. Say sáng. Chắc mai hả? Mai là Valentine ha. Món này mình cũng tiếp tục ha, mình đi cho nó. Món này là Christine lấy bột hơi ít nên là Christine sẽ đi hai cục nha. Mình sẽ đi theo cái dạng mà gọi là ombre. Lấy bột hơi ít chút xíu ha, nên là Christine sẽ đi hai cục ha. Giống như cái dạng gọi là dạng fill á. Mình đi một cục trước, sau đó mình sẽ thêm một cục kế tiếp nha. Just relax. Yes, thank you, sorry. Chào cả nhà. Bây giờ mình sẽ đi cái vẫn đi tương tự ha, đi cho nó hết ngón.
Nên khi mà đi, mình đi ngón nào mình cũng chăm sóc cái cuticle trước. Tại sao? Tại vì không có cho nó ra hai bên nhiều nha. Thế là mình có cái ombre hai Bảo Lê, hai Hoa Nguyễn hai. Giờ này Cali là 7 giờ tối nha. Thì lát nữa là Christine sẽ làm cái design thật là nhẹ nhàng và cũng sử dụng những cái màu mà Chanel có nha, để mà làm ra cái design. So you want a pink flower, right? Pink, huh? Yes. Okay. Thật là nhẹ nhàng. Được rồi. Mình chỉ cần phủ một lớp bột clear lên là xong. Chỉ cần phủ một lớp bột clear mỏng. Nhưng mà nên khi mà phủ lớp bột clear mỏng á, mình không có cần đẩy sát quá cái phần cuticle nha. Vì như vậy á, sẽ làm cho cái nail của mình á, cái cuticle, phần cuticle của mình nó cao lắm, nó dày nữa. Không nha em, mai tiệm chị vẫn mở cửa nha. Mai chị sẽ ở Red Covina nha. Mai chị sẽ ở Red Covina, hôm nay chị sẽ ở LA. Hôm nay bây giờ chị đang ở tiệm LA nha. Wrong. Đây lộn số rồi, màu số 33. Hai Khen Nguyễn. Hai chị Mai Nhi. Mai tiệm vẫn làm, mai vẫn phải đi làm. Bây giờ mình xong rồi, mình dọn dẹp chút xíu ha. Hôm nay Christine biết là ai cũng busy cả. Ủa hôm nay 29 Tết hả? Đâu có đâu. Đúng không? Ngày mai mà. Ngày mai 30 Tết là thứ năm đúng không? Hôm nay là 29 Tết, ngày mai là không phải. Nhớ là thứ năm mà, thứ năm mới là Tết mà đúng không? Thank you. Khi nào mới là 30 Tết? Chứ mà mình giữ về cái coffin á, mình phải giữ sao cho nó vi hết nha. Mình phải cho nó vi nè, vi thẳng ra như vậy nè. Đó, cái độ vi như vậy á, cái coffin nó mới đều. Và khi mà mình đi á, mình nhớ giữ tròn cái phần cuticle hai bên nha. Đó, mình ép cho nó tròn hết. Sau đó mình mới đưa cây giũ của mình xuống nè, không? Mình sẽ giũ cho nó thật là bằng nè, không? Nó là ra square và ra vi nè. Đó, mình đưa cây dũa xéo này đúng không? Oh no, hôm nay ở đây mới là 20 mới là thứ ba thôi. Ngày mai mới là Valentine đúng không? Nhưng mà ở Việt Nam á là thứ tư rồi. Happy Valentine nha em, Hoa Lê. Hoa Kheo Lì Lê. Vì hồi nãy là khi mà mình trước khi mình lên bột á, là mình có lấy sơ qua cái phần xếp á, nên bây giờ á mình giữ, lúc mà mình lên bột á, mình giữ được cái phần xếp, nên đến khi mà mình giũa nó rất là dễ. Mình chỉ là giũa những cái phần bột mà dư ra hoặc là nó hơi bị dày thôi.
chị mà mới vào nghề á, nhiều khi mình hơi bị wrong về cái phần mà dụ xếp. Mình cứ dụ sau đó mình cho nó xoay cho nó tròn, đúng không? Thank you Ken Nguyễn. Làm dụ mà cứ ép vậy á, tròn á, là nó sẽ tròn cái đầu móng của mình. Nên khi mà làm cup thì nó, mình chú ý là cái đầu tip của mình á, là không bao giờ được tròn nha. Nó phải square, nó phải vuông, yeah. Nên nó khi mà mình làm á, cái phần ra nó mới đẹp. Thấy không? Mình sẽ ứng cho những cái phần bột nó dư ra nè. Đó. Hai anh Gia Bảo. Ha, mình sẽ đưa cái phần dũa của mình đi xuống và mình dũa cho nó thật là square, chứ không có ép cho nó tròn cái đầu móng được. Mình sẽ dũa cái phần thân này cho nó thẳng nè. Cái phần thân đây nè. Đó. Đây mình sẽ đi cho nó hay cái chỗ mà hạ cái cổ cho nó tròn chút xíu ha, hơi tròn ha. Mình sẽ xoay và ép cho nó tròn nè. Không thì nó sẽ ra cái tình ha. Sau đó mình sẽ xoay cái đầu tiếp dậy, mình sẽ làm cho cái tiếp của mình nó square ha. Thấy không? Mình đặt cây dũa nè ha. Mình đặt cây dũa nè, mình đi nè. Mình đặt như vậy, đặt cho nó bằng. Sau đó mình sẽ đánh cho cái đầu tiếp của mình nó square, nó sao cho nó vuông. Mình sẽ chỉnh lại cho nó hơi ngay chút xíu ha. Ok, next one. This one be help you a little bit. Oh, thank you. Yeah, okay. Đó, mình sẽ lấy tay mình ấn những cái phần bột mà dính da ra ha. Để đảm bảo khi mà mình không cắt người khách á, mình nên lấy cái tay của mình nè. Khi mà Christine dũa hay để cái tay như vậy. Tại sao? Tại vì khi mà mình dũa là nếu mà nó cắt trúng tay khách á, là nó cắt sẽ cắt trúng mình trước rồi mới tới khách nha. Vì cái tay của mình nó sẽ làm cái bi đỡ đạn, làm cái bi đỡ đạn cho người khách á. Vì á, nhiều khi á, mình có những cái cây dũa mới hoặc là cái da tay của khách đó, nó mỏng quá. Không, nếu mà mình kéo sâu quá thì nó sẽ bị cắt. Còn bây giờ á, mình lấy cái tay của mình làm bi đỡ đạn rồi. Mình tiếp tục. Hai em Hậu, hai à, Chris, làm sao em làm hoài không đẹp hả? Thì mình cố gắng ha, mình cố gắng, nhưng mà Christine nghĩ ai cũng có thể làm được thôi, thì mình cố gắng là mình sẽ làm được nha. Thì cái nail thì nó cũng không có ai hơn ai được, quan trọng là hả, mình cố gắng là nó sẽ ra. Đó, mình để cây dũa này xuống, mình dũa sao cho nó thẳng thôi. Khi mà mình dũa mình cũng chú ý á, mình liếc qua cái ngón kế bên nha. Nếu mà mình dũa hớ quá thì khó lấy lại lắm, vì lúc đó là ngón lớn ngón nhỏ đó. Hồi xưa Christine dũa cũng đâu có dũa được đâu, nó cũng xấu nè. Đó. Nhờ học hỏi mọi người, học hỏi từ mọi người, sau đó là hả cố gắng thì nó sẽ được nha. Khi mà mình làm cái này á, nhắm chị mới vào á thì đừng có nản, không cần nản đâu. Bây giờ nó tốt hơn hồi xưa á.
Vì bây giờ có nhiều anh chị á dạy. Còn hồi xưa đâu có đâu, đâu có livestream đâu. Xong rồi bây giờ mình sẽ rửa thôi. Hai anh Trọng Nguyễn đệ tử em hả? Em chia sẻ kinh nghiệm thì được. Chia sẻ kinh nghiệm nha. Những cái phần bột mà nó dư ở dưới á là mình sẽ rửa cho nó sạch sẽ nha. Hai Cường Châu, hai chị Hà Trần. À, chịu chơi luôn nha. Hai chị Hà Trần. Là cho em làm đại tử hả? Đại tử chị luôn nha. Okay, bây giờ là mình vụ cuticle là xong ha. Vì những cái phần bột mà mình vụ nó hơi nó đắp mịn ở đó, mình chỉ cần vụ sơ cái cuticle, mình tách cái phần da với cái móng bột là xong. Hello, hai Nguyễn Phạm Ngọc Xuân, hai anh. Bây giờ ha, còn nhiều không? Còn nhiều lắm mà. Hai Thảo Nguyên, hai khỏe không? Bây giờ là Christine chuẩn bị vào cái phần design ha. Phần design thì nó cũng không có cái gì gọi là mới, nhưng mà được cái làm có một ngón bông 3D ha. Ngón 3D thì nó không có khó đâu, thì Christine sẽ sử dụng những cái màu của chanel để mà làm ra cái bông 3D nha. Cường Châu, hai em Happy Valentine nha. Happy Valentine ngày mai. Ngày mai nếu mà có thời gian là tụi Tinh sẽ làm một cái live về cái Valentine nha. Khi mà mình vũ á, vì hồi nãy nè, thấy không, Christine nó đắp bột á, nó vừa tới cái cuticle thôi, thấy không? Nó vừa tới cuticle thôi ha, thấy không, là nó không có dính nè, nên nó đến khi mà Christine vũ rất là dễ nè ha, thấy không. Đây ha, mình dùng những cái tay của mình này, mình đẩy cái phần da ra nè, hầu như là nó không dính. Thì mỗi lần Christine tóc á thì hay chườm một cọng tóc á, thấy không, nên mình thấy cái rãnh đây không đó. Sau đó là Christine chỉ cần đưa cây vũ vào và vũ thôi, thấy không, vũ nè ha. Sau đó là một chỉ cần tách rời một chút xíu, sau đó là Christine cho cây dũa nằm này và từ từ kéo ra, là cái phần nối như vậy thì nó sẽ smooth hơn và nó không có bị cao nha. Happy Valentine Thảo Nguyên, dạ khỏe, Christine cũng khỏe nha. Khen Nguyễn, thank you. Có
mất rồi. 6:45 á. Chưa được làm thì có người đợi thôi. Tới hơn nó thì làm thôi. You come before 6:45 and when we still finish. Thank you, can you eat, huh? Hôm nay hơi đông chút xíu, giờ vẫn còn khách nè. Còn mấy bộ leo. Vì live stream ấy, nên là thực sự làm nó hơi lâu chút xíu. Bảy bộ hả? Bảy bộ. Sao làm trời, bảy bộ thôi mà. Đóng cửa rồi. Nóng rồi. No, khách ghi trước 6:45. Ok ha. Chắc lát nữa thì xin làm thêm cái like nữa ha. Vì vẫn còn rất là nhiều khách. Mấy chị làm đi, người làm bộ đi. Người làm bộ bột đi. Đó, nhận cái... No! Sữa còn chết con nữa. Thank you Hà Trần, màu đẹp ha, màu tự nhiên, màu nút của Chastel nha. Hả? Ok. Làm chứ em. Hả? Ừ, để sau làm đi bảy bộ. Tốt luôn. Tốt buồn ngày mai luôn. Thank you. Thank you. À, hồi nãy cái những cái phần mà okay. Hai Trang Phạm, giờ cuối tại vì ngày mai là lễ nha. Ngày mai là holiday á, nên những khách mà vô trước á là vô trước cái giờ mà đóng cửa. Bây giờ mình cũng phải làm cho xong ha. Ok, bây giờ là mình chỉ cần cho khách rửa tay, sau đó là mình sẽ design nha. Ok, wash your hands and come back. Mình sẽ design nha. Hi Sharon. Những khách này là hôm nay đi không được, làm không kịp. À, khi mà mình làm cái design á thì mình sẽ sử dụng cái màu trắng hơi đậm chút xíu nha. Và mình sẽ kết hợp với cái màu số 27 và màu số cái màu nút này nail. I came to a nail shop. Mình sẽ sử dụng một chút xíu màu pink. Yeah. Where are you at? You going home or what? Chắc hôm nay 10 giờ mới về á. Bây giờ còn đang design cái người này. What time are you gonna come by?
whenever I'm done. What? No one. Okay, cái ngón này thì mình sẽ kết hợp với cái màu màu trắng, màu hồng, hồng lớn, hồng đậm. Nhưng mà Christine chưa biết là nó đẹp hay không nữa. Nên Christine sẽ phối màu trước, lấy thử trước và sẽ test thử trước ha. Nếu mà nó đẹp á thì mình sẽ giữ, còn nếu mà không đẹp á, cái màu không có đẹp á là mình sẽ xóa đi và sẽ phối lại với những cái màu khác. I'm not lying, it's just right here down the block. Cái màu nó ra thì hơi bị đẹp chút xíu ha. Thì mình sẽ giữ ha. Nên khi mà làm cái bông 3D á, nếu mà mình phối màu đẹp á thì nó da nó cũng sẽ đẹp hơn nha. Ok, bây giờ là Christine hài lòng với cái màu mà Christine phối rồi. Hài lòng rồi ha. Are you gonna go eat at home? Đây, Christine sẽ zoom cho mọi người thấy ha, cho nó hơi lớn chút xíu. Nhưng mà đối với cái cánh bông á thì Christine chưa hài lòng lắm. I'm confused here. So what time? Nhưng mà vẫn giữ cái màu như vậy nha. Okay. Yeah, I'm almost done. Yes. Hôm nay Christine nó sẽ đi cái màu mà hai lớp nha. Cái màu hai lớp mà nó cũng không có thuộc cái dạng bông hồng. Not far, like 2-3-4 blocks. Yeah. Mình đi hai lớp thôi. Okay. Yeah, I have a jacket. And I have my raining boots. Đây. I'm trying to like, get all muddy or anything, but I doubt it's gonna rain. Mình sẽ đi hơi dài chút xíu ha. Cái cánh bông của mình sẽ đi hơi dài. Bye Sylvia, happy Valentine. Yeah, see you. Alright, then bye. Đó, tiệm hơi ồn chút xíu ha. Vì hôm nay đông quá. Mình sẽ đi từ từ ha. Cái này là mình sẽ đi thành 4 cánh. Mình sẽ đi 2 lớp là 4 cánh. Cái bông này không phải là bông hồng mà Christine cũng không biết nó tên gì. Được rồi chị ơi, chị về đi chị ơi. Đây ha. Cái màu nó quá đẹp. Hai hạnh. Cái này mình sẽ đi 5 cánh đi. Christine là kết hợp 4 màu nha để mà ra cái bông này ha. Mình sẽ cho đi hai Alice Việt Nam, hai Việt Nguyễn ha. Cái cánh bông của mình nè, mình không có nhất thiết là nó phải đều như nhau nha. Nhưng mà mình sắp xếp làm sao để mà mình cho nó lọt vào 5 cánh. Hiện tại là Christine đang dùng 4 màu, kết hợp 4 màu ha. Kết hợp 4 màu và để mà làm ra cái design này. Ok, sorry. You just relax. Yeah, khách hàng không relax là mình làm 3D không đẹp nha. Đây ha, khi mà mình có một cái lớp cánh bông 5 cánh như thế. Nói cách lấy màu hả? Ok. Thì mình sẽ đi những cái màu chính của mình sẽ là màu trắng nha. Nên là Christine sẽ đi cái màu trắng trước, đúng không? Nè, cách lấy màu của Christine ha. Mình sẽ đi từ lợt đến đậm. Đây, màu trắng là màu chính của mình. Mình sẽ đi trước, sau đó mình sẽ tới màu nude nè. Sau đó mình sẽ tới màu light pink, đúng không? Sau đó mình sẽ tới màu
đỏ, màu hồng, hồng đậm, đúng không? Mình đi 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 ba như vậy thôi là mình ra được cái màu mà mình muốn. Màu chính của mình là màu trắng nên là mình sẽ lấy 70% của mình là màu trắng nha. Còn 30% còn lại á, là mình sẽ dành cho ba màu còn lại. Mình sẽ nối lại với nhau. Mình sẽ đi hai lớp. Đó. Mình tiếp tục đi những cánh còn lại nha. Mình đi thật là nhẹ nhàng thôi, từ từ thôi. Đó, hai trái xì. Bông này không gọi là bông hồng. Yes. Anh về làm đi. Khi nào xong? Hả? Khi nào xong? Tối nay nè. Gửi qua cho chị được không? Email hả? Ok, bây giờ là mình xong cái phần lớp thứ hai rồi. Mình đi, sẽ đi cái phần nhụy nha. Nhụy thì mình có cách hai cách để đi nha. Đây ha, đây là cái nhụy của Christine nè. Mình cho nó thật là nhẹ nhàng thôi. Christine sẽ đi hai lớp nhụy nha, không phải là một lớp nha. Sau đó mình sẽ cho cái độ nhọn của cây 3D của mình á, mình sẽ để chính giữa và mình sẽ tán ra cho nó hơi rộng chút xíu vì Christine sẽ đi hai lớp, đúng không? Đây mọi người thấy không? Thấy nó có màu ở dưới không? Nhìn nó đẹp hơn đúng không? Sau đó mình sẽ đi cái màu chính của mình là màu đỏ ha. Mình cũng sẽ đi như vậy. Sau đó mình cho một chút xíu vào ngay cái phần chính giữa của mình nè. À, tối quá hả? Ok, thấy rõ chưa? Thấy rõ rồi ha. Vì cái để cái đèn hơi cao chút xíu. Ok. Sau đó là mình sẽ cho những cái phần lá nha. Lá thì Christine sẽ được sử dụng cái màu trắng thôi. Vì cái bông này á, nó thực sự là đơn giản nên là Christine sẽ cho cái lá màu trắng và cũng không có thêm bất kỳ màu nào ha. Vì cũng không có muốn là nó hơi nhiều quá. Nó hơi nhiều quá thì nó hơi busy quá đúng không? Đó. Mình sẽ cho cái lá nó nhọn nha. Và hai cây cánh nó hơi tròn. Cái này gọi là cánh tròn ha. Lá tròn. Đây nó sẽ ra lá là như vậy ha. Hi Linh Mi. Hi, xin chào. Và mình sẽ cho nó là mình sẽ cho nó vào hai lá. Hơi nhẹ nhàng thôi. Đây, mình đã có hai lá nha. À, hai em nít. Đây, cái lá của mình như vậy có đủ chưa? À, mình sẽ coi nó có đủ chưa nha. Nếu mà chưa có đủ, mình sẽ cho cái cánh lá tiếp theo là cánh thứ ba. Bye. Không, Christine nghĩ là hai lá thôi. Hai em nít. Bây giờ là Christine cho nó hai lá thôi ha. Lát nữa là Christine sẽ thêm một chút xíu gọi là cái phần diamond vào. Nhìn cái design của mình đó, nó sẽ nổi bật hơn. Vì nếu mà thêm một lá nữa thì nó sẽ che đi những cái
điểm nhấn của mình nè, là cái lá của mình có những cái độ nhọn rất là đẹp đúng không? Nếu mà thêm một lá nữa là nó sẽ mất đi cái điểm nhấn của mình. Ok, next one. Bí, cố gắng xong nha. What time? Bây giờ em về làm xong rồi. Tại em cần ra ngoài làm chứ không phải là Ok. Okay. They don't want you to leave, huh? I don't want him leave. Oh. Khi mà mình like feel... I'm out. Yeah. Khi mà mình feel á, mình vẫn feel được nha. Mình chỉ cần tháo cái 3D ra là mình feel bình thường. Vì cái 3D rất là dễ tháo ha. Mình sẽ sử dụng cây mà cắt móng á, mình bấm nó ra là được, rất là dễ tháo ha. Đối với cái cánh bông mà hai lớp như vậy là Christine sẽ không có đi mỏng nha. Đây mình sẽ không có đi mỏng không? Mình sẽ đi nó hơi dày chút xíu, hai kim chừng. Mình sẽ đi 5 cánh ha. Hết chưa em? Hết rồi đúng không? Móng. Ai sắp xong rồi? Bắt hết rồi, còn mỗi mùa dí có 2 cuối rồi mà xong bắt rồi. Mà mùa dí xong là bắt cuối cùng là ăn. Đây ha, cánh bông của mình. Mình xí. Ok. Chị làm sống này chị về đó. Không cho về. Không, em phải về, em có công chuyện chị ạ. Mừng quá, Christine làm sống này là được về rồi. Ừ, cái cánh này hơi nhỏ quá, mình sẽ lấy ra ha. Cái chế này của ai nè? Đây ha, mình sẽ đặt kế bên cái cánh thứ hai. Mình sẽ đi thật là nhẹ nhàng thôi, vì cái này là mình làm cánh bông hai lớp, không phải là bông hồng, nên mình sẽ không có cho nó thật là mỏng ha. Nó hơi dày dày, tại vì mỗi cái design nó có một cái đặc điểm khác nhau và nó có một cái vẻ đẹp khác nhau, nên là không phải là cái bông nào mình cũng cho nó thật là mỏng nó mới đẹp. Hai anh đại. Bye em. Đó, mình sẽ cho cái cánh bông thứ tư vào đây. Hai Naden. Christine đang sử dụng những cái màu có của Just Nail để mà làm ra cái 3D nha. Cái màu số 27 nè, màu số 27 nha. Đó, màu chính làm nên cái bông này là màu số 27 nha. Và màu nút. Thank you, không có chi ha. Mọi người thấy hay thì vui lòng share nha. Những cái bông này đơn giản thôi. Ok, bây giờ mình sẽ cho cái cánh bông thứ 5 vào. Mình không có nhất thiết là phải cho nó đều nha. Khỏe nha, Đại. Yeah, I'm fine, thank you. Thank you. Ok. Bây giờ cái cánh thứ nhất, lớp thứ hai là mình sẽ đặt ngay cái bông chính giữa nha. Mình nhẹ thôi chứ không có cần là cái bông nó lớn quá, vì mình sẽ làm cho cái bông này nó hơi dài chút xíu. So this 3D bust I buy for the long time already. So right now I buy from Vietnam. So this one I do a long time already. Hi Sơn Nguyễn, hi Linh Trân. Thank you chị Nina. Mình sẽ kết hợp ha, cái bông này là Christine sẽ sử dụng là 4 màu nha.
Sau đó là mình sẽ cho cái phần nhụy nha. Phần nhụy thì mình sẽ phối hợp cũng là 4 màu. Christine sẽ đi 2 lớp nhụy nha. 2 sơ nhụy. Mình sẽ cho nó hơi mỏng. 2A đi. Đây ha. Sau đó là mình sẽ cho cái phần nhọn của cây cọ nè. Mình sẽ từ từ tán ra hai bên cho nó hơi lớn một chút xíu. Where can buy hả? So I buy from Vietnam. Long time ready. So I think I forgot for the name, so sorry. Cái cỏ mà Christine đang xài là Christine mua lâu lắm rồi. Nên á, bây giờ á, Christine cũng không có nhớ là ở đâu mua, nhưng mà Christine là mua ở Việt Nam nha. Còn á, Jalen, đúng rồi, cái này chị Christine nghĩ là có trên Amazon nha. Nhưng mà cái quan trọng của mình á là mình nhớ những cái bước khi mà làm ra và mình tập cho nó nhiều vào cái design của mình thì nó sẽ ra chuẩn. Thì nó sẽ ra ha. Thì mình chỉ cần, chủ yếu là mình cần có một cái cây cọ gọi là 3D có cái đầu nhọn, nhưng mà cái thân của nó phải có đủ sức để mà hạ nhất những cái cánh, những cái bột lên, vì nếu mà nó mỏng quá thì nó không có đủ sức, đúng không? Vì có những cây cọ 3D mà nó nhuyễn quá nên nó cũng không có đủ sức để mà hạ thắt khe những cái bột lớn hơn vậy. Đúng rồi, ở trên những cái nail supply là nó có nha. Đều có cái gọi là 3D. Và quan trọng là mình sử dụng nó như thế nào nha. Quan trọng khi mà mình làm 3D á, là những cái bước căn bản của mình. Nếu mà mình nhớ được những cái bước căn bản và mình tập nhiều á, thì mình sử dụng cây cỏ nào nó cũng ra những cái 3D đẹp nha. Đây xong rồi ha. Thế mình đã xong rồi. Design bây giờ mình sẽ đính đá thôi. Mình phải qua cái phần đính đá. Đối với cái phần đính đá hôm nay là Christine sẽ sử dụng cái gọi là gum mì treo nha. Gum mì treo. Cái hệ trần. Chị ơi, cho em hỏi làm sao khi làm móng tới khi cắt lại phiêu hẻm bị hở hai bên hông. Cái hai bên hông á, một á là khi mà mình vuỗ cái phần cuticle á, da đó là mình vuỗ không sạch. Hai á, đến khi mà mình apply cái phần bột á, nó bị dính da, mình vuỗ không có sạch.
ba nữa, khi mà mình lấy bột bột á, mà tới cái phần đó khi mà lúc mà mình đẩy á, là nó khô quá, nó không có đủ ướt á, nó cũng làm cho nó bị hở, đúng không? Nó là những cái lý do để mà làm cho nó bị hở hai bên, hoặc là nó bị dày quá nó cũng hở nữa. Còn móng thịt mọc ở dưới hả, nếu mà hả khách hàng á, mà nó để cái móng thịt á để lâu quá, mất phiêu nhiều quá, nó vẫn bị hở nha. Rồi một phần nữa là khi mà mình dán móng á, nếu mà mình dán móng mà nó bị hở á, là cái người khách nó rất là dễ hở, cái phần ở dưới móng rất là dễ hở, nên mình chú ý về những cái đó. Đây là tôi xin có những cái design mới ha, sắp tới sẽ có trên Jack Snail rất là sáng. Nồi, cháu không có làm nữa chứ phải về nha. Hôm nay là Christine sẽ làm những cái gummy gel ha. Đây là gummy gel. Còn đây là sắp tới nữa là Just Nail sẽ có những cái diamond này rất là sáng. Nó rất là sáng đúng không? Sáng lắm, rất là bóng ha. Giá cả rất là bình dân nè. Mọi người thấy sáng không? Rất là lấp lánh ha. Thì hôm nay là Christine sẽ giới thiệu cho mọi người luôn. Đây ha, là những cái đai mình rất là sáng. Sẽ có sớm, rất là sớm cho cả nhà nha. Number A. Nó sẽ có đủ size nha. Sẽ có đủ size và rất là dễ cho cả nhà làm. Vì khi mà mình chấm đai mình á, mình nên có đầy đủ cái size của mình. Và nó sẽ dễ làm hơn. Đây là cái size số 3, số 6. Và có những cái design nhỏ nhỏ vậy xinh xinh ha. Thì hôm nay cô Tin sẽ sử dụng. Cô Tin đang chọn cái You're welcome ha. Thank you đại. Mình sẽ sử dụng cái diamond này ha, để mà làm ra cái design cho mình. Đây ha. Đây là cái diamond lớn nè, rất là sáng ha. À, thế thôi ha. Mình xin sẽ sử dụng những cái có ở đây và thêm một chút xíu cho nó hơi lãng mạn chút xíu, cho cái design của mình nó hơi ngọt nha. Thanh Trần, sắp tới là Just Nail sẽ có những cái viên đá như vậy nha. Những cái viên đá này khi mà các bạn làm cho người khách đó, sẽ được last long hơn 2 tuần 3 tuần nha. Nó không có bị khi mà mình dính những cái gọi là glue á, là nó sẽ không có bị mờ, mà nó có cái giá thành rất là bình dân, nhẹ nhàng thôi. Đó, vì tùy khu ha. Đúng rồi, bây giờ là Christine sẽ dùng cái gummy gel để mà đính đá cho cả nhà nha. Đây, vì tùy theo những cái diamond, nếu mà nó có kích thước lớn hay là nhỏ ha, mình sẽ sử dụng cái số lượng bao nhiêu để mà gắn cho cái diamond nó last long. Đối với những viên bự như vậy á, thì mình sẽ sử dụng cái gummy gel, nó số lượng hơi nhiều chút xíu, hơi dày chút xíu. Còn đối với những cái mà cái diamond nhỏ, cái top đâu rồi? Mình khi làm cái gummy gel mình không thể thiếu cái top size này nha. Đây là cái top size nhưng mà Christine sẽ sử dụng cho cái gummy gel. Vì cái bông của mình á, 3D của mình á, mình nên giữ mát đúng không? Nên là Christine sẽ không có quét cái top lên cái bông của mình nha. Đây ha. Christine sẽ cho một chút xíu thôi vào đây gummy gel nha. Vì Christine chỉ làm một chút xíu ở đây thôi, là mình sẽ một chút
làm cho cái chỗ lá của mình thôi. Khi mà Christine để cái gâm mì treo vô thì á, mình sẽ cho cái mình sẽ sử dụng cái top tre mà không cần chùi nha. Sau đó mình xin sẽ cho một chút xíu thật là mỏng cái top treo không cần chùi của Chasnel vào. Đó, top treo của Chasnel nha, thật là mỏng thôi, mọi người thấy không? Rất là mỏng thôi, vì Christine chỉ cần đính đá ở vào cái chỗ đó thôi. Tùy theo cái kích thước của diamond nên là hả, mình sẽ cho cái gâm mì treo và cái top treo đúng cái số lượng đó, mình sẽ đặt vào đây. Vì cái gâm mì treo nó khi mà nó giữ được cái chân đá của mình á thì nó sẽ được last long nha. Đây ha, mình sẽ cho những cái đá xung quanh cái viên diamond của mình. Đây ha, khi mà nó vẫn còn thiếu mình sẽ cho một chút xíu gâm mì treo vào đây nè, cho thêm một chút xíu nữa, sau đó mình cũng cho một chút xíu top nha. Vì cái gâm mì treo nếu mà đi một mình á thì nó sẽ không có được last long, nó được last long nhưng mà nó bị rít nha. Và nếu mà mình cho cái phần thêm cái treo top vào á là nó sẽ được thêm last long. Đó, cái design này là Christine muốn làm nè ha, nó rất là dễ thương ha. Put gâm mì treo and top treo together, đúng rồi, mình sẽ cho cái gâm mì treo và top treo vào together nha. Ok, insane. Và ngón này và Christine cũng làm như vậy nha. Khi mà mình làm những cái design này á, những cái ngón design của mình không nhất thiết là nó phải giống nhau hoàn toàn nha. Mình có thể cho nó hơi khác một chút xíu. Ở đây thì bên ngón này Christine sẽ design theo cái đường của móng, cái bông mà Christine làm, đúng không? Thì Christine làm cái diamond nó không có dày, cái nó không có lớn, nên là Christine cho cái diamond nó vừa thôi, với lại cái số lượng mà gâm mì treo cần nó vừa thôi, đúng không? Nó sẽ giữ được cái chân đá đó. Sau đó mình sẽ trang trí thêm những cái viên màu ngô vào. Mình sắp xếp làm sao nhìn cho nó hài hòa là được nha. Nó không có theo một cái đường nào gọi là cho nó chuẩn cả. Vì khi mà gọi là cái design á, by hand rồi, đúng không? Là nó sẽ không có gọi là y chang được hết. Thì mình cố gắng thôi nha. Ok. Đây ha. Đó, Christine đã xong rồi, mình sẽ thiết kế là như vậy. Ok, insight. Đây ha, cái ngón mà Christine làm rồi ha, nó rất là chắc, đúng không? Cái gầm mì treo nè, nó đã đính rồi. Vì những cái viên này rất là nhỏ nên Christine không có cần để nhiều cái gầm mì treo, nên nhiều anh chị thắc mắc tại sao là nó Christine làm thì nó last long mà anh chị làm không last long ha. Vì cái tùy theo cái diamond mà Christine để cái gầm mì treo. Đối với cái viên diamond này nè, nó lớn đúng không? Sorry nha, ok, em bị bẹt. Ok, mình sẽ quay lại nha. Bây giờ là Christine sẽ định hình, là Christine sẽ đính cái đá ở đây nè. Thấy không, Christine bây giờ lấy cái số lượng gâm mì treo nó nhiều hơn cái số lượng ban đầu. Đó, đây ha, Christine lấy vừa cái diamond mà Christine muốn đặt nó vào đây. Đó, ngoài ra thì Christine cũng có design thêm một chút xíu vào hai bên hông. Đó. Những cái hai bên hông này á, Christine sẽ cho số lượng vừa phải thôi. Vì cái diamond hai bên hông này á, cái vòng quanh cuticle nó sẽ không có lớn, nên là Christine sẽ cho cái lượng gâm mì treo vừa đủ với cái size diamond mà Christine muốn làm ha. Bây giờ là Christine sẽ sơn top. À, đối với cái ngón này là Christine sẽ sơn đầy hết cái top luôn. Ờ, mình sẽ sơn chỗ nào không có gâm mì treo trước. Sau đó mình sẽ dùng cái top nè, mình phớt nhẹ lên cái gâm mì treo thôi, chứ không phải là kéo thật là mạnh. Vì khi mà mình kéo thật mạnh á, là cái gâm mì treo nó sẽ theo cái cỏ mà đi ra.
đúng không? Nó sẽ theo cái cỏ đi ra, là thành ra là cái cơm mì treo mình không còn nữa. Khi mà mình không còn nữa, mình gắn đá thì tất nhiên nó sẽ không có chắc rồi. Nó đã đi mất cái gummy gel mình có. Đó, mình sẽ nhấc gummy gel của mình, cái diamond của mình vào. Sau đó mình sẽ dùng cái cây á, mình ấn cho nó hơi mạnh chút xíu. Vì lúc này á, cái gummy gel nó sẽ loang ra hai bên, nó sẽ bọc được cái chân diamond của mình. Như thế là cái diamond của mình nó tự động nó sẽ có được một lớp bảo vệ cái gel, là nó sẽ được last long. Đó, sau đó mình sẽ trang trí về cái phần cuticle ha. Đó, khi mà mình trang trí xong là mình sẽ cho vào máy. Đây, Christine đang trang trí nha. Thấy không? Những cái chỗ mà Christine cho cái viên diamond nhỏ. Ừ, mình sẽ trang trí làm sao cho nó phù hợp với cái viên diamond mình có. Bây giờ là mình có như vậy đúng không? Nên đó, những anh chị mà mới bắt đầu sử dụng cái mì treo đó, nên làm sao để mà cho nó last long, vì tùy theo mỗi người mỗi cách làm nha. Cái này là cách Christine làm thôi, thì mọi người thấy ok thì cứ thử, mình thử đi. Nhưng mà Christine bảo đảm thì nó last long ha. Vì những cái bước, những cái step này á, thì là Christine làm rất là nhiều rồi. Sau đó mình sẽ cho những cái viên bi nhỏ thôi. Mình sẽ trang trí thêm những cái viên bi nhỏ vào đây. Về cái phần hai bên hông á, mình sẽ tạo cho nó có độ tròn và nó mỏng manh, không có bị thô ha. Mình sẽ phải sử dụng những cái viên nhỏ như thế này nè, những cái viên diamond nhỏ ha. Mình sẽ tạo cái độ cong và nó nhỏ mạnh thôi. Nếu mà mình dùng bự quá thì nhìn nó hơi thô ha. Về cái phần ở dưới này á, muốn cho nó last long á, bình thường á là mình sẽ cho một viên diamond vào dưới này ha. Mình design mà, mình đang design đúng không? Đó, khi mà mình định hình xong tất cả lại với nhau, mình sẽ double check thêm một lần nữa. Đó, coi nó có bị mất shape hay gì đó không. Sau đó mình sẽ cho vào máy nha. Ok, bây giờ cái design của mình nó hoàn chỉnh rồi đúng không? Nó đâu có bị mua hay là bị cái gì đâu. Ok, inside. Và mình sẽ tiếp tục với cái bên này ha. Nó rất là nhanh. Mình sẽ sử dụng vẫn cái tiếp tục thao tác như vậy. Christine sẽ làm hai ngón giống nhau nè. Đó, đây ha. Christine sẽ cho cái gummy gel với cái số lượng hơi dày một chút xíu, tương xứng với cái diamond mà mình sẽ gắn cho khách. Những chỗ mà mình cần gắn đá, đối với cái vực diamond lớn thì mình phải cho cái gummy gel nó hơi dày một chút xíu. Và những cái chỗ mà cần mà gắn cái diamond nhỏ á, thì mình sẽ cho cái số lượng vừa phải, tương đương với cái chỗ diamond mà mình có. Mình không có nhất thiết là phải cho hết nguyên ngón đúng không, vì những cái chỗ đó mình đâu có cần gắn đá đâu, thì mình cho những cái phần này thôi, những cái phần mà mình cần thiết thôi. Nên nó cái gummy gel đính đá rất là tiện ha. Sau đó là mình sẽ sơn one more time. Ok, mình sẽ sơn những cái phần mà không có gummy gel trước. Hai anh Thông Nguyễn, hai chị Tina. Đó. Mình sẽ mỏng thôi, mình sẽ lướt trên cái mặt gummy gel nè. Còn đó, nhẹ nhàng thôi. Mình không có quét mạnh nha, vì quét mạnh quá cái gummy gel nó sẽ theo cây cọ mình đi ra đó, hai anh Thông Nguyễn. Bây giờ mình sẽ cho cái phần diamond treo, cái viên diamond lớn vào trước. So pretty. Đây ha, đó, Christine sẽ đặt vào nè. Khi mà đặt vào á, Christine sẽ ấn
nhẹ xuống để làm sao để cái cơm mì treo hồi nãy nó hơi bị dày nè, bây giờ nó dính được cái chân diamond của mình, thấy không, nó dính được cái phần chân diamond mà mình cần nè. Mình sẽ dùng như vậy để mà giữ cái diamond của mình nè, cho nó last long, cho nó được lâu. Khi mà mình sử dụng cái gummy gel á, người khác á quay lại á thì sau là hả, sau 3 tuần á, người khách á cái móng, cái diamond nó vẫn không bị vấn đề nha, không bị chóc hay là vấn đề gì cả. Đó, bây giờ là Christine sử dụng làm giống cái bên kia ha. Bây giờ Christine rất là chăm chú để mà làm cho xong cái diamond này, nên là không có say hai được cả nhà nha. Ok. Mình sẽ tiếp tục đi cho ngón còn lại ha. Đây nhé. Thấy không? Thank you chị hai, chị Anh Đào Phan. Chị trái. Sorry. Đó, khi mà mình đặt tay mình xuống á, mình hơi đè nhẹ chút xíu nha. Vì nếu mà mình không đè xuống á, là mình không dính được cái chân diamond của mình á, là nó sẽ bị chóc nha. Đây ha, Christine sẽ thêm một chút xíu, vì cái chỗ này là Christine sẽ cho hai viên diamond nhỏ ha. Và Christine sẽ quét một lớp mỏng lên, lớp thấp treo mỏng lên. Vì chỗ nào mà không có diamond á, không có cái gummy gel á, không có top á, là cái gummy gel đi một mình á, nó sẽ bị rít nha. Hi anh Tom. Okay. Trước khi vào máy mình sẽ ngắm thêm một lần nữa. Mình sẽ ngắm thêm một lần nữa nha. Đây ha, là viên diamond mà Christine có. Ok, insect. Mình sẽ để nó một phút nha. Thấy không? Bây giờ cái gummy gel của mình ra nè. Ở đây mình rất là sáng luôn. Bây giờ á, mình sẽ sơn thêm một lớp thật là mỏng hai bên hông của diamond nha. Dùng top coat thôi, mình không có sơn lên cái diamond, mà mình chỉ là sơn qua cái phần chân diamond thật là mỏng thôi. Mọi người thấy Christine sơn không? Đó, mình sẽ sơn mỏng thôi, dùng cái top mà không chùi nha. Đây ha, sau đó mình sẽ vuốt hai bên thật là mỏng thôi. Ok, sweet, yes. Diamond này là sẽ không có bị mờ nha. Nó có giá cả rất là bình dân và nó có độ sáng. Nó sẽ thích hợp cho rất là nhiều tiệm nail. Vì không hẳn khách nào á, người ta cũng sử dụng cái diamond gọi là Swarovski đâu. Tùy khu và tùy khách custom design thôi. Đây ha, khách này của Christine thì có giá bình dân thôi. Bây giờ mình chỉ cần sơn top. Đây ha, cái design này chưa có sơn top. Bây giờ là Christine sẽ sử dụng cái chai top không chùi của Just Nail nha. Đây ha, chai thiết kế rất là sang trọng luôn, mà nó có giá rất là nhẹ nhàng, chỉ có 9.99 thôi. Mua 10 tặng 1 nha. Đó, bây giờ mình chỉ cần sơn một lớp mỏng thôi. Và những cái ngón này như vậy á, là Christine sẽ đi từ từ thôi. Vì Christine sẽ không có sơn lên cái lớp bông nha. Hồi nãy đáng lý là Christine sẽ làm trước khi làm bộ làm á, Christine sẽ sơn cái thấp trước nhưng mà quên rồi. Bây giờ sẽ đi từ từ thôi. Đó, nó có cái top này á, nó có cái hay là nó không có là cái độ chảy nhiều. Đó, nên mà Christine á, đi lướt qua những cái bên hông như vậy á, nó không có bị chảy nhiều ha. Đúng không? Còn những cái phần khe như vậy á, Christine sẽ dùng cây cọ nè. Cây cọ mỏng thôi. Christine sẽ đi nè, đi cái top thôi ha.
đi top thật là mỏng thấy không? Đó, cây cỏ đầu cỏ nó bự quá, Christine không đi không được nên sẽ sử dụng cây cạnh cỏ nhỏ hơn. Ok. Và cái ngón này cũng vậy ha. Những chỗ Christine không đi được á sẽ dùng cây cỏ nhỏ mình đi nha. Nhưng mà cái top chai top just nail này á, cái cỏ rất là dễ sơn. Sắp tới là Diamond sẽ có nha, sẽ có giá trên website nha, justnail.com. Cái còn cái top Christine U là của Justnail, from Justnail, from here. Yeah, from justnail.com nha, có trong cái tựa đề mà Christine đánh Justnail. Ok, insert. Đó, bây giờ là mình thoải mái là đi những ngón còn lại nha. Vì cái top này á, nó có cái độ không đặc lắm và cũng không có lỏng, không quá lỏng, cũng không quá đặc. Nên á, khi mà mình vuốt rất là nhẹ nhàng nè, mình rất là nhẹ nhàng thôi. Khi mà mình sơn á, cái top này á, mình không có sợ nó bị mất shape nha. Vì á, nó không có rộng quá nên nó sẽ không có bị chảy ra hai bên. Ok, anh xin, anh xin. Yes. Không thấy đường mà sơn luôn. Đó, khi mà sơn á mình để 60 giây nha. Cái top này mình để 60 giây nha. Nó rất là cứng. Và nó khi mà người khách á quay lại sau 3 tuần á vẫn còn bóng nha. Sau 3 tuần vẫn còn bóng. Vì cái top này nó Christine test hết rồi. Nó rất là last long. Nó rất là bền. Đó, bây giờ là mình sẽ clean những cái phần còn lại ha. Đây ha, như đây là mình đủ đồ chơi cho cái design của mình rồi. Mình sẽ clean ha. Đó, những cái diamond này rất là sáng nè ha. Đó, số này rất là nhỏ ha. Số này gọi là số 3, số 4 thôi. Nhưng mà có những cái số diamond như vậy á, nó giúp cho cái design của mình á, nó mới đẹp hơn ha. Mọi người thấy sáng không? Quá sáng đúng không? Bộ móng này hả Christine lấy hả? Chắc cũng 90 á. Nếu mà sử dụng một hộp đẹp á, Christine lấy 90 á, nhưng mà bây giờ á Christine sử dụng cái diamond bình thường thôi. Vì á người khách hàng á nó muốn cái này nhưng mà nó không có nhiều tiền. Đúng không? Nó có nhiều tiền rồi hả? Christine sẽ lấy giá nó rẻ hơn và sử dụng những cái diamond vẫn last long, đúng không? Cái này gọi là giá bình dân nhưng mà chất lượng vẫn tốt. Ừ, chất lượng thì quá tốt. Ok, that's one minute. Yeah. Ok, here, give me your hand. Đó, bây giờ mình sẽ cho cái dầu vào ha, là mọi người có thể ngắm cái diamond của mình có sáng không. Đó. Just Nail sẽ kiếm những cái design, những cái sản phẩm mà nó có giá bình dân cho mọi người nha, nhưng mà nó chất lượng rất là tốt, đúng không? Chất lượng rất là tốt nha.
nó mình cắn hai ngón rất là dễ ha. Đã có gummy chow là mình cắn những viên đá này rất là dễ. Đây ha, đây mình design của mình đã xong rồi. Ở đây mình nhỏ gọi là gì hả? Đây ha. Oh, sáng không? Ừ, design là cái diamond này ha. Mình không nhất thiết là sử dụng Swarovski. Oh, nó có độ sáng rất là bền. Nó không có thua gì Swarovski đâu nha. Nhưng mà giá cả nó rất là bình dân. Ok, bye bye chào cả nhà nha. Chúc